Chào anh chị nhé, hiện tại tôi đang đứng ở đây là một cái con đường liên xã của xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Trên mặt đường này chúng ta có một cái miếng đất là 5 hecta. Đây ạ, đây là miếng đất của chúng ta. Thì 5 hecta này nó được trồng hai loại cây trồng anh chị nhé. 5 hecta thì nó chia thành 2 hecta thì nó trồng tiêu này, đấy là trồng tiêu nhé. Đó, và 3 hecta là trồng điều non này, điều non là bên này nhé. Còn chất đất này là đất đỏ ba gian anh chị nhé. Còn cái mặt đường lên xã này á là người ta được tận 500 rưỡi đến 600 mét lận anh chị nhá, rất là dài. Rất là dài. Vừa cái video trước á, tôi đã quay, tôi chạy hết cái con đường rồi, tôi quay. Anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi cái video trước của tôi nhé. Đó. Đất rất là màu mỡ bằng phẳng nhá. Bên dưới mình có suối nhá, suối này nước quanh năm anh chị nhá, nước quanh năm nhá. Tiêu đang thu hoạch anh chị nhá. Đó, ở trên đất mình có một cái nhà ở. Bây giờ tôi sẽ xuống vườn tiêu để tôi quay cho anh chị xem nhá. Đó. Đường đây. Đó. Thì tới đây người ta sẽ mắc cái cột ba pha đi theo con đường này nhá. Đây là cái đất của mình là khi mà có điện ba pha nó rất có giá trị anh chị nhá. Đó. Đây là con đây là cái vườn, xin lỗi, đây là vườn của chúng ta, vườn tiêu. Đó, đây là vườn tiêu nhá. Còn dưới kia là có một nhà ở đây. Người ta cái chủ này, cô chủ này á, cô ấy thuê hai ba anh chị ở đây để trồng vườn rồi hái tiêu luôn. Đó. Thì bây giờ tôi qua vào vườn tiêu nhé, tôi đi vòng vòng một vòng đó. Đây là ống nước này, ống nước này tưới cho tiêu nhé, cây tiêu này cất rất cần nguồn nước để tưới cho nó nhé. Đó, thì bây giờ tôi vào vườn tiêu đây. Ống nước thì người ta cũng dòng xung quanh theo vườn hết rồi đó, dòng theo vườn hết rồi đó. Tiêu đây, tiêu này thì bây giờ hết mùa rồi, bây giờ hết mùa rồi anh chị nhé. Đó, hết mùa tiêu rồi. Đó, tiêu rồi, bây giờ nó đang ra hoa thôi, đang ra hoa non nhá. Đó. Vài tháng nữa thì chúng ta mới lại được thu. Đó. Đó, anh chị xem ạ. Đó. Tiêu nhá. Vườn tiêu nhà này cực đẹp vì cái đất ở đây anh chị đây. Đất đây là đất đỏ ba gian rất là tốt, thích hợp cái cây trồng lắm. Đó, ví dụ cây sầu riêng, cây vú sữa, cam quýt các loại, kể cả tiêu này nữa, cao su rất là nhiều mủ nếu mà nằm ở trên những cái mảnh đất đỏ như thế này. Đó. Rồi, bây giờ mình nhắc lại một lần nữa nhé. Quỹ đất của mình á là nằm trên đường mặt đường liên xã là 500 rưỡi đến 600 mét anh chị nhé. Có một nhà ở thì nó có hai mẫu tiêu này. Đó, rồi hai mẫu điều non. Đó. Giá bán thì người ta bán là 1 tỷ 2 trên 1 hecta anh chị nhé. Đó, thuộc xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Thì anh chị nào quan tâm đến quỹ đất này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại 0918 645 130 anh chị nhé. Cảm ơn chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land. Cảm ơn anh chị.